Vâng đúng. Chúa giao cho mình cái điều gì là mình phải tin cậy mà phải vâng lời. Đó là cái điều vui vâng lời khác. Tôi tin Hội Thánh á, tôi Hội Thánh á, thấy cái nhu cầu gì của Hội Thánh thì xin viết vào giấy. Thấy thôi gồm năm điểm thôi, năm cái nhu cầu của Hội Thánh thôi, xin viết vào giấy. Sau khi đó họ suy nghĩ rồi biết rồi đấy, thì tôi thu thì có những người thấy như nhau ấy, thấy như nhau nhưng mà có cái khác nhau. Ai cũng thấy năm điều nhu cầu của thánh, xong rồi cái cảm ơn Chúa cho chúng ta thấy năm điểm này quá quý quá. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, ai sẽ làm cái điều mà Chúa cho quý vị thấy đây? Thì tất cả những người đó, mục sư, tiến độ thấy đấy, nhưng mà làm công việc đó thì ai làm? Mục sư. Thế tôi bảo là chỗ nào tin thánh vậy này, tôi hỏi không cái chỗ nào tin thánh như vậy này, nhưng mà tin thánh vậy sao? Thế mà Chúa cho ai thấy thì người đó phải là Chúa cho Môi-se thấy dân sinh bị nô lệ thì Chúa dùng ai giải cứu dân Môi-se? Môi-se. Tất cả những người mà Chúa cho thấy là Chúa, ai thấy Môi-se? David là một cậu nhỏ, một thanh niên. Môi-se là một tướng mà Chúa cho thấy. David bảo nó không phải nó dám chỉ giúp Chúa thôi à? Thì Chúa dùng ai giết Môi-se? David. Chứ Chúa đâu dùng binh hùng tướng mạnh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi Chúa thấy Chúa giảng đạo có 5.000 người ăn đó, 5.000 người tới dựng nghe Chúa giảng đó, rồi các môn đồ chạy lên nói với Chúa xem sao? Thưa trời đã về chiều rồi, xin cho họ về đi để họ kiếm nhiều ăn. Họ nói rồi, ngồi từ tới giờ nghe nói rồi, thì Chúa nói sao? Chính các ngươi phải cho ăn. Trẻ ơi, trình lên cho Chúa, Chúa còn giao cho mình nữa. Chúa mà ơi, nhiều khi cầu nữa Chúa mà thấy thì Chúa nhiều quá, rồi cứ cầu nguyện sao? Xin Chúa dứt giấy người này lên, xin Chúa sai người này, xin Chúa sai người kia. Nhưng mà theo nguyên tắc kinh thánh, ê Chúa cho ai thấy cái gì thì sao? Ai là? Người đó. Đó là cái điều. Tôi mà Chúa cho tôi thấy cái gì là Chúa bảo, thưa Chúa, Chúa muốn con làm cái này. Xong rồi khi phải làm thì Chúa gọi chúng ta gì? Hai điều. Thứ nhất là tin cậy. Tin cậy. Chúng ta nhớ Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta. Kêu. Khi nào chúng ta kêu cầu là chúng ta thấy nhu cầu. Chúa ơi, ở đây biết bao nhiêu người chưa biết Chúa. Làm sao cho chúng con đem người ta đến với Chúa? Thấy nhu cầu thì Chúa tỏ cho chúng ta thì hay lắm. Thấy nhu cầu của người thì Chúa tỏ ra, ta sẽ tỏ cho người những việc lớn khó như chưa từng biết. Lớn đã mệt rồi không? Lớn đã mệt rồi, khó mệt hơn nữa, còn chưa từng biết. Chứ vậy? Đó là kinh nghiệm tại Chúa tỏ cho chúng ta được điều đó. Không phải cho chúng ta sợ, nhưng mà để đây là việc ta muốn con làm, thì ta Chúa làm qua chúng ta. Đó là kinh nghiệm tại chúng ta tin cậy Chúa và vâng lời Chúa thì Chúa làm qua chúng ta.
nhiều người khiêm nhường. Chúa ơi, Chúa chọn lầm người rồi, Chúa ơi. Chúa có chọn lầm đâu. Chúa chọn đúng người. Chúa cho người ta thấy. Chúa bảo, tôi vậy, tôi đâu phải là, tôi nói thiệt với quý vị, tôi đâu có học sư phạm. Nhưng mà khi tôi tốt nghiệp trường Kinh Thánh rồi, tôi ra, tôi cũng biết đó. Tôi đi tới chỗ nào cầm Kinh Thánh tới, chỗ nào người ta cũng đi đi. Không có gì được nghe, bỏ đi, dẹp đi. Tôi về, tôi bảo, Chúa đặt con ở đây, mà con nói thì Chúa người ta không nghe thì Chúa đặt con ở đây làm gì? Tôi lý quá, tôi còn lên cái Chúa liền à. Không được, Chúa đặt con ở đây. Thế còn cách thì sao? Chúa đặt ở đây, nhưng mà mình phải tìm cách cho người ta nghe chứ. Kìa tôi nói như vậy. Con nhớ người nào mà Chúa bảo hãy chạy, hãy vào chỗ được con đường vắng vẻ. Ai nhớ không? Ai? Ai đi vào đường vắng vẻ? Ông Philip. À, đi vào đường vắng vẻ. Không, đi dẫn đạo đi vắng vẻ giả cho ai? Nhưng mà nghe tin sẽ văn là đi vào. Thấy cái xe còn đuổi theo cho kịp cái xe đó. Đường vắng vẻ không có cái xe. Ngựa kéo, còn bảo mình chạy theo đuổi kịp nữa. Toàn những chuyện vô lý không à. Phải không? Nhưng mà nghe lời Chúa. Chạy. Thầy gặp, thầy thấy ở trên xe có ai? Quang 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 ngồi đọc Kinh Thánh. Ngồi đọc, ông chạy theo kìa. Rồi sao? Rồi Chúa bảo leo lên ngồi không? Chúa bảo vô đồng vắng chạy. Chạy nhiều theo cái xe. Nhưng mà Chúa bảo leo lên ngồi lên con. Chúa đâu có bảo. Nhưng mà ông làm sao ông leo được lên xe ngồi? Cái đó phải nghĩ. Thế mà đọc phải có hiểu gì không? Ông con nói sao? Nếu không ai khác nghĩa làm sao tôi hiểu. Thế là không cần đâu. Ông thì chắc là ông nói cho chị này. Ông phát mời lên ngồi liền. Ngồi lên ngồi với khác nghĩa. Thành ra nhiều lúc chúng ta bảo Chúa bảo cái này. Coi như lúc Chúa bảo một cái việc này thôi. Rồi sau đó mình phải nghĩ cách nào để có làm thành ý Chúa. Phải nghĩ cách nào mà giao tiếp được, mà nói cho người ta được. Cái đó phụ. Thôi, con chạy mệt quá rồi. Con nói với họ thì con phải ngồi đi chạy là con nói mới được chứ. Thế là nghĩ cách nào thì họ mời mình lên chứ. Niềm cương bảo ơi, không dễ dàng gì. Phải nghĩ cách đến với người ta. Tôi thì cảm ơn Chúa. Tôi viết sách lắm. Nhưng mà cô tình già là tôi biết tôi chạy. Tôi gặp với ông già là tôi bảo đọc sách xong tôi tặng cho cô. Tặng xong rồi. Nhưng mà tặng xong rồi phải xin địa chỉ. Ông cụ cũng nhé, xin giúp cô. Tặng xong rồi một tuần lễ tôi hỏi cụ đã đọc là sách của tôi chưa. Nói xong rồi tôi bảo ở bữa xem qua có cái chỗ nào cụ lưu ý không. Tôi bảo có cái chỗ này. Thế thì tôi tới thăm cụ được không? Thế là tới thăm thôi. Tới thăm rồi thì lập sách ra. Rồi chỉ rồi có chỗ này chỗ khác rồi. Hỏi thăm rồi thì khác là làm chứ. Ngon rồi. Một tối một quý chứ. Chung cho một số tới. Quý quá. Chứ mà mình không có sách nữa. Đưa tới xin tới thôi. Bận lắm cũng tới thôi. Không có gì nói tiếp đâu. Nên khi tôi hỏi Chúa tôi thì một đêm cầu nguyện Chúa bảo quân sư phụ, vua thì người ta nghe, sư thì người ta nghe, từ cha thì người ta mới nghe. Nhưng mà Chúa ơi, chắc Chúa muốn con làm sư thì không phải là một sư mà làm giám sư đi, để dạy người ta thì người ta nghe chứ. Thế là nghĩ cách đọc mở chương. Mở chương thì tôi mới bảo Chúa ơi, con chỉ học
con chỉ học giảng chứ đâu con đâu có học dạy. Nhưng mà bây giờ vào đó rồi, mở trường thì phải học dạy chứ. Thế là tôi xuống Sài Gòn mua sách về để học, tự học lấy. Tự học lấy rồi dạy. Năm thứ nhất lớp 1, 10 năm sau đến lớp 9, sắp sửa qua lớp 10 thì là mất nước. Trường được 1.000 tiết học, à 1.000 học sinh, 30 mấy giáo sư, giáo viên. Từ ngày mở trường, học sinh tin Chúa, thầy giáo, thầy cô giáo tin Chúa, cha mẹ tin Chúa. Mỗi lần tới, người ta tới cái ô chú cha, mời thầy hiệu trưởng vào, mừng lắm. Thế là đồn ra, họ chỉ có trường này là thầy hiệu trưởng hay đi thăm gia đình học trò thôi. Thế là đồn ra, họ bảo trường thầy đặc biệt. Thế nên tôi dạy nổi tiếng mà, nghiên cứu về dạy nổi tiếng. Thế nói về sau mà, ngồi đó có thức trang làm giám đốc nhà trường tư thục, ông phải có lời khen. Rồi sau họ mở cái khóa tu nghiệp giáo chức, dạy những thầy cô giáo, họ phải mời tôi vô làm huấn luyện viên. Công việc lớn, khó, nhưng mà mình chỉ cần tin chạy Chúa thôi. Tôi đâu có biết mà. Thế mà qua mấy ngày, một hồi đó là tôi với vợ tôi đi qua, xong cho một cái xe mô tô. Ở Việt Nam thì mô tô có xe hơi lái, qua mình đi mô tô, chở vợ đi. Thế là vợ thì ngồi bỏ ai trước bên, thì chắc có phạt. Dân học, tại sao ngồi kia vậy? Còn cái gì thì ngồi. Cái đang ngồi kiểu này, nó không được, phải có chân hai bên. Đập cười quá. Thế xong, tới là hồi đó, tới thăm nó là, họ đâu có muốn tôi về. Tại vì không gặp về việc, tôi nói là tiếng Việt mừng lắm. Rồi cứ bảo, mục sư ở lại đi, nói cho nó vui đi. Rồi có khi mời ăn nữa. Xong tôi nghĩ bảo, chú ơi, mỗi ngày con đi một hai gia đình này, vào đó có 3.000 người, 3.000 gia đình là làm sao con đi hết chú á, lại hoài nữa. Thế thì chú bảo thôi, không đi được thì viết ra tờ giấy để cho phát cho, để cho họ đặt. Thế là tôi viết tờ ánh sáng, và quên mà biết lịch sử báo chí ở nước Mỹ này, tờ ánh sáng là tờ Việt Nam số 1, tờ ánh sáng số 2 ở trong danh sách